Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong buổi họp báo thông tin vụ bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội và đánh giá nghi phạm là người lái xe rất chuyên nghiệp, thực hiện hành vi hết sức táo bạo, trắng trợn, tinh vi. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê Vĩnh Phúc, vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả, nên nảy sinh định trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở khu đô thị cao cấp tại Hà Nội. Sau khi bắt cóc nạn nhân 7 tuổi, theo Thiếu tướng Tùng, đối tượng gọi điện thoại đe dọa mẹ bé trai bằng thái độ giang hồ, xã hội, khiến gia đình cháu bé hoảng loạn. Quá trình bắt giữ cháu bé của Trung diễn ra rất nhanh vào thời điểm chập tối. Khi khống chế được nạn nhân, Trung bỏ chạy khỏi hiện trường, di chuyển qua nhiều nơi khiến việc truy bắt của lực lượng chức năng gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội luôn theo dõi bám sát bị hại, đặc biệt là thời điểm đối tượng nhận tiền. Thiếu tướng Tùng chia sẻ, thời điểm giao tiền cho nghi phạm, chúng tôi luôn yêu cầu mẹ cháu bé nhận lại con mới trao tiền. Làm gì thì làm cũng phải đặt mục tiêu bảo vệ an toàn cho cháu bé lên hàng đầu. Theo thông tin mới nhất, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, trú xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc nhằm làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền. Trung được xác định là cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng úy. Ngay khi bắt người này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an Nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định. Căn cứ nội dung thông báo và đề nghị của Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung. Báo Lao động đưa tin, trở về từ cơ quan công an sau một ngày nỗ lực giành lại con trai từ kẻ bắt cóc. Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử, anh Nguyễn Xuân Chiến, bố cháu P, chia sẻ. Tối ngày 14 tháng 8, vợ anh Chiến từ bên ngoài về, kể với chồng có người lạ gọi điện thoại nói con trai tôi bị bắt cóc, phải chuẩn bị 15 tỷ đồng, nếu không đừng mong gặp lại con. Ban đầu anh Chiến không tin, thậm chí còn nghĩ rằng đây là trò đùa của một ai đó. Ngay sau đó anh Chiến có gọi lại, nhưng đối tượng nghe giọng đàn ông thì tắt máy. Lúc này anh Chiến mới hiểu ra rằng con mình đã thực sự bị bắt cóc. Nhận được tin dữ, anh cùng vợ nhìn nhau bàng hoàng. Vợ tôi cuống lên không biết phải làm sao, nhưng tôi động viên vợ bình tĩnh, gạt qua nỗi sợ để tập trung phối hợp với công an. Một mặt gia đình gọi điện xoay tiền chuộc con, một mặt cố gắng phối hợp với công an để cứu con nhanh nhất có thể. Sau đó kiểm tra camera giám sát an ninh nhà mình và hàng xóm nơi diễn ra vụ việc để có tài liệu cung cấp cho lực lượng chức năng. Nơi con trai tôi bị bắt cóc là ngay trước cửa nhà đối diện, anh Chiến tâm sự. Theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, không ai ngoài mẹ bé trai được tiếp cận gần để đưa tiền và nhận lại con. Anh Chiến thuật lại lời của đối tượng nói với vợ lúc ra mặt. Đối tượng nói rằng hắn phải chạy hàng trăm mét mới thả con tôi được. Lúc đấy vợ tôi vì quá lo cho con nên chặn đầu ô tô của đối tượng, sau đó ôm chặt cánh cửa hét lớn. Hôm nay anh có đâm chết tôi cũng phải cứu được con. Tôi chấp nhận chết chứ nhất quyết không bỏ xe, không bỏ cánh cửa rời đầu xe của anh. Thấy thái độ của vợ tôi cương quyết, đối tượng mới chịu mở khóa cửa để con thoát ra, chạy về với mẹ. Anh Chiến nói, khoảnh khắc mất con thật sự tiền không còn ý nghĩa gì cả. Lúc vợ gọi điện thoại thông báo cứu được con, tôi đang ở trụ sở công an mà không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy cán bộ công an đang trực. Tôi rất biết ơn các cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội đã không quản vất vả, đêm hôm đưa con tôi về với gia đình. Theo thông tin từ báo Lao động, sau khi công an thành phố Hà Nội thông tin về đối tượng bắt cóc trẻ em là Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992 ở thôn Hòa Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, người dân địa phương ai cũng bàng hoàng, sửng sốt. Ông Nguyễn Kim Trọng, trưởng thôn Hòa Thịnh cho biết, gia đình Nguyễn Đức Trung có hai anh em, Trung đã kết hôn và có con trai hơn 1 tuổi. Thỉnh thoảng từ nơi làm việc ở thành phố Vĩnh Yên về quê, Trung vẫn thường mua bánh kẹo cho các cháu nhỏ trong thôn. Không ai có thể ngờ rằng Trung là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc trẻ con để tống tiền. Từ nhỏ đến khi học hết lớp 12, ở địa phương Trung chưa từng có điều tiếng gì. Vợ chồng Trung đều là cán bộ, có học thức nên bà con ai cũng quý mến. Trưởng thôn Hòa Thịnh chia sẻ thêm.
một hàng xóm gần nhà nghi phạm cho biết, bố mẹ Trung thuộc diện kinh tế khá giả, sống hòa đồng. Lấy vợ sinh con và làm việc ở thành phố Vĩnh Yên, nhưng mỗi lần về quê là Trung sang hỏi thăm xóm làng, chơi đùa với trẻ nhỏ. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn không hiểu sao Trung dám gây ra việc tày trời như vậy, người này nói. Chưa hết bàng hoàng về sự việc, ông Thành, bố nghi phạm cho hay. Từ khi biết chuyện, gia đình vẫn chưa nhận được tin chính thức hay cơ quan nào về làm việc. Đợt này Trung bảo bận công việc, 2 tuần mới đưa cháu về nhà ăn cơm với ông bà một bữa, xong lại vội vàng đi. Ngày 15 tháng 8, vợ Trung đã xuống Hà Nội nhưng chưa được thăm gặp hay hỏi han được thông tin gì về chồng. Ông Thành lo lắng. Sau khi bị lực lượng đánh án, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung vào sáng sớm ngày 15 tháng 8 về hành vi bắt cóc một cháu bé 7 tuổi tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội vào chiều tối ngày 14 tháng 8. Một nguồn tin cho biết, khi Trung được yêu cầu phối hợp điều tra về vụ bắt cóc xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trung vẫn vui vẻ, nhiệt tình nhận nhiệm vụ trên các nhóm Zalo, hòng đánh lạc hướng cấp trên cũng như dư luận. Điều đang nói, từ những thông tin trên, chắp nối cùng những lời khai ban đầu đã cho thấy một kịch bản khá công phu được nghi phạm Nguyễn Đức Trung dày công xây dựng. Điều đầu tiên, có thể dễ dàng nhận thấy Nguyễn Đức Trung đã từng xuất hiện tại khu biệt thự BT7, khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội trước đó khoảng một tuần để nghiên cứu địa bàn và tìm ra con mồi thích hợp. Và con mồi chính là cháu NTP, con trai vợ chồng anh Nguyễn Xuân Chiến. Điều này được cho là có cơ sở khi một số nhân chứng cho biết họ đã từng nhìn thấy nghi phạm đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, ngồi trên xe ô tô hàng giờ liền trong khu vực này vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, những nhân chứng này không để ý vì cho rằng nghi phạm là cư dân mới chuyển đến hoặc đang đi tìm mua nhà hay thăm người thân sống tại khu biệt thự BT7. Để không làm người dân chú ý có thể làm đổ bể kế hoạch, nghi phạm lắp biển số xe ô tô Hà Nội giả, sử dụng biển số Hà Nội giúp xe của Trung hòa tan vào dòng xe cộ đông đúc tại Hà Nội, tránh gây sự chú ý không đáng có. Ngoài ra, nếu thực hiện hành vi bắt cóc thành công như kế hoạch, Trung sẽ có cơ hội thoát thân. Sau khi vứt bỏ biển số ô tô Hà Nội giả, ung dung chạy trốn khi sử dụng biển số xe ô tô thật của tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi hành động, Trung cũng đã tính toán đến việc cần mua băng dính, dây chói cũng như găng tay để phục vụ việc chói tay chân, bịt mồm, giúp khống chế nạn nhân dễ dàng hơn, cao thủ hơn để chắc ăn. Thậm chí nghi phạm Trung đã tiến hành theo dõi nạn nhân đạp xe 3 vòng rồi mới quyết định ra tay bắt cóc khi đến thời cơ. Theo người nhà nạn nhân, khi bé trai bị bắt cóc đưa lên ô tô vào lúc 19 giờ, ngay sau đó khoảng 12 phút, gia đình nạn nhân nhận điện thoại của nghi phạm Nguyễn Đức Trung. Cựu thượng úy cảnh sát giao thông thông báo gia đình phải đưa 15 tỷ đồng để chuộc con. Ban đầu, bố mẹ cháu bé còn nhầm tưởng có đối tượng gọi trêu đùa vì chỉ ít phút trước vẫn còn thấy con trai đang đạp xe. Tuy nhiên, sau khi tìm con không được, chiếc xe đạp bị bỏ lại giữa đường nên đã tá hỏa nhờ hàng xóm trích xuất camera an ninh, đồng thời trình báo công an. Trung cũng không quên trang bị cho bản thân một khẩu súng bắn đạn cao su để khống chế, uy hiếp tinh thần cháu bé bị bắt cóc cũng như người nhà nạn nhân và nhất là chống trả lực lượng chức năng nếu bị truy bắt hòng thoát thân. Tất cả những phân tích trên đều cho thấy một kế hoạch táo tợn, chi tiết và khá bài bản tinh vi cũng như hết sức manh động và liều lĩnh đã được đối tượng dày công vạch ra trước khi bắt tay hành động. Và khẩu súng này mà Trung sử dụng khá hiệu quả trong màn đe dọa nạn nhân, một cháu bé mới 7 tuổi. Trung cũng suýt gây nguy hiểm cho lực lượng đánh án khi nổ súng bắn vào đùi một cảnh sát hình sự công an quận Long Biên trong lúc anh ta chống trả quyết liệt hòng thoát thân. Một điểm nữa giúp khẳng định Nguyễn Đức Trung đã vạch ra kế hoạch rất chi tiết tỉ mỉ trước khi hành động, chứ không phải bất chợt nảy sinh ý định như lời khai ban đầu của nghi phạm tại cơ quan công an thành phố Hà Nội. Sau khi bắt cóc được cháu bé, Trung tỏ ra khá chuyên nghiệp khi sử dụng sim giác để liên lạc. Đặc biệt, mỗi cuộc gọi của Trung với người nhà nạn nhân đều không dài quá 15 giây nhằm tránh bị định vị. Sau khi đưa ra yêu sách đòi 15 tỷ tiền chuộc và được gia đình nạn nhân đáp ứng, Trung cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Tuy nhiên thật không ngờ, một mặt gia đình nạn nhân đáp ứng yêu sách đòi 15 tỷ tiền chuộc của Trung, mặt khác họ vẫn báo lực lượng chức năng công an thành phố Hà Nội. Sau khi thống nhất phương án truy bắt nghi phạm, lực lượng công an đã tiến hành cài thiết bị định vị vào túi tiền để xác định vị trí của Trung, phục vụ việc bắt giữ đối tượng sau khi giải cứu thành công an toàn cho cháu bé. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.